Bản nâng cấp facelift của Nissan Anera về Việt Nam lần này hứa hẹn sẽ thêm nhiều trang bị mà trước đây nhiều chủ xe cho rằng thiếu sót. Mẫu xe này dự kiến ra mắt trong tháng sau. Theo tiết lộ ban đầu từ phía đại lý, Nissan Anera 2024 có khả năng ra mắt trong khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 tới đây. Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời facelift. Xét về thiết kế, Nissan Anera 2024 không khác nhiều so với bản trước. Những thay đổi nhỏ ở ngoại hình chủ yếu, ở mặt lưới tản nhiệt rộng hơn và bộ mâm dạng phay phối hai tông màu tương phản. Điểm đáng chú ý trên Anera mới mà đại lý tiết lộ là những trang bị được bổ sung, bao gồm tính năng ga tự động Cruise Control, bệ tỉ tay ở giữa hàng ghế trước và sạc không dây. Trong đó, Cruise Control và bệ tỉ tay là hai trang bị mà nhiều chủ xe bản cũ cho rằng cần thiết. Ngoài những điểm mới trên, Anera 2024 không thay đổi nhiều so với bản cũ. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ 1 lít tăng áp, công suất 100 mã lực, mô men xoắn 152 Nm kết hợp số CVT hoặc số sàn. Đáng tiếc, mẫu xe này sẽ vẫn chưa có các tính năng ADAS điểm mới vừa được bổ sung trên đối thủ Hyundai Accent 2024 và đang có mặt trên mẫu Honda City và Toyota Vios. Đại lý đã nhận đặt cọc Anera 2024. Người bán cho biết xe dự kiến có 3 phiên bản giống như trước đây. Sự khác biệt nằm ở cách phân bổ trang bị ở từng phiên bản. Xe vẫn được nhập từ Thái Lan. Giá xe dự kiến sẽ không thấp hơn bản cũ. Hiện Anera có giá cao nhất 595 triệu. Mức giá này đang cao hơn, đáng kể so với Hyundai Accent giá 569 triệu và Toyota Vios giá 545 triệu. Hồi tháng 6 vừa qua, những chiếc Nissan Anera mới lộ diện tại Trung tâm Kiểm định Khí thải tại Hà Nội. Có tổng cộng 3 chiếc xuất hiện với ngoại hình có chút khác biệt, tương đồng với 3 phiên bản dự kiến mà đại lý thông báo. Dựa vào hình ảnh, có thể thấy Anera mới có lưới tản nhiệt lớn, bộ mâm dạng phay và đèn sương mù trên bản cao cấp nhất, hệ thống chiếu sáng LED này đã có trên bản tầm trung. Nội thất xe chưa được hé lộ.